chị ạ. Thank you.
tầm 2 năm nay là năm thời điểm này rẻ nhất đấy. Còn đâu nữa là như tầm tháng 5 mà tầm gần Tết như này là như 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 đắt đấy. Năm nay kinh tế quan khó mà nó rẻ đấy. Năm ngoái đấy chỉ bán là 15-16. Rất nhiều tiền. Mà dịch người ta dùng nhiều em ạ, cháy hàng luôn. Gần như thế em chỉ cần để cái sơ như này là về em thả vào là được thôi. Một tí gì nữa ấy.